Rồi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Thì trong clip lần này chúng ta sẽ lại nói về những chiếc bàn phím cơ. Và đặc biệt là những bạn nào mà đang sử dụng bàn phím thế từ thương hiệu Finker thì mình nghĩ là các bạn nên quan tâm tới chủ đề này đấy. Đó là mình sẽ đưa ra cho các bạn những lý do mà các bạn nên thay thế đi cái bộ keycap mặc định trong chiếc bàn phím Finker của mình nhé. Đầu tiên thì trước khi mình đưa ra các lý do thì chúng ta sẽ nói qua một chút về cái thương hiệu này cho những bạn nào mà chưa biết. Thì Finker là một thương hiệu bàn phím của Nhật Bản, thương hiệu cao cấp và được lắp ráp tại Đài Loan. Nó cho chúng ta những chiếc bàn phím có cái độ hoàn thiện rất là cao, mà chắc là chỉ sau mỗi Realfox cũng đến từ Nhật Bản mà thôi. Thì khi mà các bạn cầm trên tay những chiếc bàn phím của Finker, các bạn sẽ thấy ngay được cái sự chắc chắn rồi cứng cáp trong chất liệu này, rồi đến từ bố cục, và đặc biệt là cho chúng ta cái cảm giác gõ rất là tốt. Và mình nghĩ là nó là một trong những chiếc bàn phím gõ tốt nhất hiện trên thị trường Việt Nam hiện nay nhé. Thế nhưng mà keycap của những chiếc bàn phím Finker thì họ chỉ sử dụng cái loại chất liệu đó là nhựa ABS thông thường, nó là loại nhựa khá là kém chất lượng, trong khi mà các bàn phím của thương hiệu khác thì họ đã sử dụng nhựa cao cấp hơn, ví dụ là nhựa ABBT này hay là PPT Double Shot. Lý do ở đây đó là Finker ngoài việc sử dụng Cherry Switch ra thì họ còn tự tay điều chỉnh về lực nhấn cũng như là độ mượt mà sao cho phù hợp với bàn tay của người châu Á mình nhất. Đó là lý do mà khi các bạn sử dụng bàn phím của Finker thì bạn sẽ thấy được một cái sự khác biệt mà không lẫn đi vào đâu được. Và câu hỏi đặt ra ở đây đó là nếu chúng ta thay thế bộ keycap thông thường của Finker bằng cái chất liệu keycap cao hơn như là PPT Double Shot thì nó sẽ cho kết quả như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với 4 lý do của mình nhé. Lý do thứ nhất đó là chúng ta sẽ cải thiện được cái độ bền trên keycap. Với nhựa ABS thông thường thì họ chỉ sử dụng cái công nghệ in laser rất là lỗi thời rồi. Thế cho nên là ký tự trên keycap của các bạn sau một thời gian sử dụng nó sẽ mau chóng bị mờ đi, mất đi này, bị ố rồi chuyển màu, khiến cho cái keycap của bạn nó sẽ nhem nhuốc và rất là xấu xí. Trong khi với những bộ keycap bán rồi thì họ đã được đầu tư bằng cái công nghệ in nó cao cấp hơn. Ví dụ như là PPT Double Shot thì nó là sử dụng nhựa để làm ký tự, hay công nghệ đai sắt thì đó là in nhiệt và mực được in sâu vào trong lòng keycap. Cho nên cái ký tự trên keycap của bạn nó cho độ bền rất là cao và rất khó để có thể mờ đi. Hoặc nếu mà có mờ thì phải mất đến hàng chục năm mới có thể làm được điều đó. Lý do thứ hai đó là khả năng tương thích và tăng tính thẩm mỹ. Thì Finker đã là một thương hiệu bàn phím rất là lâu đời và nổi tiếng rồi. Thế nên là hầu hết các hãng sản xuất keycap giờ hiện nay họ luôn lấy Finker làm mẫu, làm tiêu chuẩn cho keycap của mình. Vậy nên khi mà các bạn đặt mua những bộ keycap có layout chuẩn ở trên mạng về thì phải đến 90% là nó sẽ fit với bàn phím các bạn. Còn nếu mà bạn rơi vào 10% còn lại thì đó là vì mình hơi thiếu may mắn một chút thôi. Còn về tăng tính thẩm mỹ thì đương nhiên rồi, những bộ keycap bán rồi nó luôn có những màu sắc này hay là họa tiết rất là độc đáo và nổi bật. Khi mà thay thế vào keycap cho bộ bàn phím của mình, nó sẽ mang lại một cái sự tươi mới và nổi bật mà không cần phải nhờ đến LED RGB. Đó cũng là một cái lý do lớn nhất khi mà chúng ta thay thế keycap đúng không? Lý do thứ ba đó là cho cảm giác gõ tốt hơn. Bình thường nhá, với nhựa ABS thì cảm giác gõ đã rất là tuyệt vời rồi. Còn khi mà chúng ta thay thế bằng nhựa PPT Double Shot thì phải nói là trên cả tuyệt vời cơ. Bởi vì là khối lượng riêng của nhựa PPT thì nặng hơn so với ABS, điều đó giúp nó dồn lực nhiều hơn xuống lò xo của Cherry Switch, nên sẽ giúp ta có cái cảm giác gõ là đầm tay hơn này, mượt mà và mềm mại hơn so với nhựa ABS cũ. Tuy nhiên là chúng mình đã thử với cả 3 loại Cherry Switch cơ bản hiện nay, đó là Red này, Brown và Blue, thì cái cảm giác gõ ở trên Red và Brown Switch thì nó rất là tốt, trong khi Blue thì lại không tốt bằng. Tuy nhiên cảm giác gõ thì nó phụ thuộc vào cái cảm nhận riêng của mỗi người mà, nên là mình nghĩ là tự các bạn hãy trải nghiệm và đưa ra được những câu trả lời của riêng mình nhé.
Lý do cuối cùng mình muốn đưa tới trong ngày hôm nay đó là nó sẽ giúp chúng ta giảm được tiếng ồn. Với những chiếc keycap ABS thông thường ấy thì nó sẽ rất là mỏng này, nên là tạo nhiều không gian trống ở trong lòng Cherry Suite. Thế nên là nó sẽ tạo những cái âm thanh lách cách rất là to. Và nếu mà chúng ta sử dụng ở trong môi trường văn phòng cần sự yên tĩnh này thì sẽ không phù hợp một chút nào, đúng không? Trong khi nhựa PPT Double Shot thì nó đã dày hơn, giúp tiết kiệm không gian trống ở trong lòng Cherry Suite đi này, nên âm thanh cũng được tiêu giảm bớt. Chính vì thế mà nó sẽ được giảm tiếng ồn đi rất là nhiều. Như vậy là mình đã vừa đưa tới cho các bạn 4 lý do để chúng ta nên thay thế cái bộ keycap cũ cho bàn phím Finco bằng những bộ keycap chất liệu cao hơn như là PPT hay là PPT Double Shot. Nếu các bạn nào còn những lý do khác chẳng hạn thì hãy để lại dưới comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.